Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Phú Mỹ vừa tổ chức hội nghị quán triệt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và phát động thi đua trong huấn luyện năm 2024, đồng thời mở đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Phú Mỹ đã quán triệt nội dung và thời gian huấn luyện năm 2024 cho các đối tượng. Công tác luyện tập, diễn tập, hội thi, hội thao trong lực lượng vũ trang, phát động thi đua trong huấn luyện năm 2024 với chủ đề Đoàn kết, hiệp đồng, lập công, quyết thắng. Dịp này, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Phú Mỹ cũng phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ với chủ đề Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên tiến lên giành ba chức, gồm nhận thức, trách nhiệm và ý chí quyết tâm cao nhất, thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất, xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật nghiêm chức, bảo đảm tuyệt đối an toàn,